Rồi nè. Cầm đi. Nhìn thấy không? Ừ, đây cấp cái đây là cái cầu dầm cống nè, cấp đó, cái này là cái đường cái dốc lên cầu dầm cống nè, là mình đi về cái nhà mình là không có còn đi cái cầu Mỹ Thượng, tại vì hai mẹ con của chị đi đường tắt, thành ra nó chỉ qua cái cầu Cao Lãnh với cái cầu dầm cống này thôi, tới chừng nào bận lên nó mới đi ngang qua cái cầu Mỹ Thượng. Nếu mà đi cái đường tắt này là không qua cầu Mỹ Thuận luôn. Bây giờ là nó đang qua cái cầu dầm cống nè nghe cấp. Cưng chắc hồi nào tới giờ về đâu có gặp cái cầu dầm cống này hả? Bây giờ là nó có cầu rồi. Bởi vì mình bây giờ đi về nhà là cũng nhanh lắm, không có mắc kẹt phà như hồi xưa nữa đâu. Đó, mình thấy đây là cái cầu dầm cống đó. Mỹ Thuận cầu Cao Lãnh rồi nó cũng giờ làm giống nhau vậy đó, làm đi lên nó rất là xa. Vậy mà chưa có xuống tới đó. Đó, đừng thấy này. Đây nè, nó mới tới hết, chỗ này nó mới hết cái màn cá của nó.
Rồi nó chạy 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 đằng kia là chạy đường cong không hả? Chạy tới tấp đây. Dạ hả? Rồi nào ấy đi. Qua đoạn này là ok. Xuống cái tới nhà luôn.